À, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Lo Nhãn nha. Chào cả nhà. Hey, gia đình mình chào cả nhà đi. Chào cả nhà. À, thì hiện tại thì gia đình của Châu đang có mặt tại chùa. Thì hôm nay rất là vui mừng khi mà được đồng hành cùng với đại gia đình của Châu, được đồng hành cùng với gia đình của cô Kim để mà trao tặng 100 phần quà đến bà con nghèo ở nơi địa phương của Châu đang sinh sống. Phần quà hôm nay thì cũng có được giống như là 4 món, gồm có gạo với bột ngọt với dầu ăn và nước tương. Thì phần quà này cũng tổng trị giá là 210.000. Thì hôm nay cũng có một niềm vui đặc biệt nữa, thì cũng có được sự hội ngộ từ cô Kim sau mấy tháng. Thì hôm nay cô cũng sẽ đến thăm và cũng cùng đồng hành với gia đình Châu để mà trao tặng 100 phần quà này đến với bà con nghèo. Như là cụ Lo Nhãn là cũng như đại diện ở đây thôi, thì xíu nữa là cô Kim cũng đang trên đường xuống. Đúng rồi. Xíu nữa là mình sẽ chào. Dạ, thì nói chung ra đây cũng là một cái niềm vui rất là to lớn, cũng không phải là riêng cái gia đình cụ Lo Nhãn không, mà giống như bà con nơi đây cũng rất là vui mừng khi mà được nhận cái món quà như thế này. Thì cho cũng mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi clip để mà cùng chia sẻ cái niềm vui này đối với đại gia đình Châu và cũng như là bà con nơi đây nha. Ở đây cô Năm, nói chung là đại gia đình mình bữa nay là có cô Sáu nữa. Thì cô Sáu xuống chơi thì sẵn ngay cái dịp này cho nên là cô Sáu cũng muốn đi theo để mà cùng đồng hành, làm được cái gì thì làm. Cái thầy cũng nên làm tiếp nữa nha. Con đi đâu vậy? Dạ. Hôm nay làm được cái việc này giống như mình ai có công thì ra công, nhưng mà thực sự là cũng rất là vui mừng. Ở ngoài đây là có chú anh chị, tức là ba Lộc với cha là đang ở bên ngoài đây để hàng cái chân để tượng Phật. Thì mới là chấm gọi ha ba Lộc. Đây, ba Lộc. Chào cả nhà. Nhìn ba Lộc thấy ngầu ngầu. Ngầu ngầu đó. Mẹ thuốc vô nữa. Thuốc chỉ hả? Cái chân này là xíu để giữa tượng Phật đó cô chú anh chị. Nó bốn bốn ra. Nè, mình làm này thấy vui quá ha con Năm. Vui quá à. Quá làm hoài thì cũng cái này có làm hoài cũng được hả sao? Tuy là cái phần quà nó không phải là nhiều hoặc là phần quà nó lớn, nhưng mà đó là cái tấm lòng của cô Kim cũng như là gia đình cô Lô Nhãn, thì chỉ bỏ ra cái công thôi, nhưng mà mình cảm thấy mình cũng rất là vui. Ờ, giao tay kìa. À, không tháo khẩu trang ra đi cho khỏe. Cho nên làm được cái này cho khỏe, cao lớn học giỏi đó rồi mai sáng dạ. Bà Lộc thì bữa nay cũng cũng ở ở làm sao nữa đó. Lộc mà sáng đã biết sớm rồi sao tháo luôn kìa. Cũng còn cái niềm vui nữa, nãy giờ Thành có chia sẻ chưa, thì cô cũng mới vừa cúng dường thêm hai cái tượng Phật nữa. Đây. Xíu nữa là mình sẽ ấy ra hả chơi. Ba Lộc đang phụ gia để mà làm cái bệ để mà để Phật lên nó kinh. Cô Sáu thì đang làm đẳng kìa. Cô Sáu nè. Không có thời gian luôn kìa, từ khi sao không có thời gian thì luôn á. Sao bây giờ đứa nào có Kim giùm cái nè. Đã rồi, con không đâu, không hỏi thằng cô sao vậy. Đây là mình để đức dược dược sư ở bên đây hả? Sao dược sư bên đây đặng khi mà phật tử ta lợi ta cúng dường hoặc mình tụng kinh đó cho nó hợp lệ. Còn dạ, biết sau này có cái tượng dược sư gọn nữa là mình để bên chỗ chỗ y sĩ xem nằm hết thuốc bệnh á. Chứ dạ, bây giờ cái bức tượng này nó cũng tương đối là mình phải để bên chánh điện là nó mới đúng hơn, nó mới hợp lại. Dạ. Chứ lúc đầu tượng không có tượng nhỏ. Thế thì cô thấy rồi, thế gì nè, đâu có để bên kia được, mình phải tạo cái điều kiện để bên đây. Dạ. Nhưng mà do cái này sau này mình còn dọn dẹp để mình trang trí lại nữa thì bây giờ là mới tạm thời vậy thôi. Dạ. Ở bên đây thì cô Kim vô cũng gần tới nè cô chú anh chị.
tại cái đường quê nó hơi nhỏ nên là ngồi kẹt chỗ đó. Cái đường này là đường của Dâu Tây đi học hàng ngày hả Dâu Tây? Dạ. Ở bên đây thì anh thấy là có đám gao lan. Ủa mẹ, gao lan này là gao lan gì mà? Gao lan này bí đường xanh nè con. Một gừng gao lan luôn. Cũng nhiều cô chú anh chị nói mà nếu này mà ở nước ngoài là tiền không nè mẹ. Tiền không hả? Dạ. Nhưng mà ở quê mình thì... Bà nói gao lan ăn cùng chị mình gì đó chị. Trời ơi, bà ăn gao lan không là chị đó. Cô Sáu cũng là đạo gao nữa đó. Cô Sáu này ăn gao cũng rất là tốt. Chị chỉ này trở lại nó làm gì đó hơn nhiều luôn á. Trời ơi, để tao ăn ăn mai tao sẽ tập quán á. Hello chị. Dạ. Nam ơi, năm chào mừng chúc cây. Dạ, cô của nó. Ủa sao nhìn giống hai chị em như vậy? Giống hệt. Nhìn giống hệt luôn. Dạ, cô ruột của con. Đi xa gần đây hả gì? Ở trên cồn đi phước. Dạ. Dạ, đây thì giống như corona thì cũng có nhiều cô chú anh chị. Ủa, đi đường quê bắt thì chụp luôn. Dạ. Chị thứ ba của chị đó cháu. Dạ. Dạ. Cô, dạ, chú. Chị chính đâu? Dạ. Chị chính hỏi xe kìa. Dạ, 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 dạ. Hồi nãy bạn áo dài giờ thấy ở mặt đỏ vậy đó hả? Hàng mặt đỏ quá trời đó. Chịu quá, hơi gần nữa. Cái mặt này là hôm nay bị nắng hàng hay gì nè, chứ thấy hai bên đây đỏ nè. Đâu có hàng ở mặt đỏ. Chứ hả? Hàng mấy. Nãy mình thấy con giống quá. Bạn mắt nó quen hay à, chứ gặp ta. Có mắt kiến hay sao? Không có mắt kiến là chưa đâu. Rồi nhưng mắt kiến nhiều khi nó cũng bị sốn nữa. Giờ gia đình mình bắt đầu dùng bữa cơm nha. Lúc nãy thì làm lễ xong rồi đó cô chú anh chị. Giờ gia đình mình bắt đầu dùng bữa cơm. Xíu nữa tầm 1 giờ thì mình mới tới lúc phát quà. Sáng giờ nó chạy con mà đói rồi. Chia ra một ra. Ở đây là toàn bộ là đậu chai không nha cô chú anh chị. Bên này là cái dạng cơm chai vậy hả? Cắt gà chiên. Đó, cánh gà thì mà cái dạng cơm chay. Cánh gà chiên nhưng mà cánh gà chay. Cánh gà chay. Cái này là gì ăn cái này là? Tàu hủ. Tàu hủ xào sớm. Đi ra đi ra. Chạy xô, múc nước kèm rồi. Nó hơi bự bự đại sao. Nhiều lắm, anh nóng nổi bà bán. Đây là cô đầu bếp. Chả lạnh, chả còn. Đốt chả còn. Vô cả ơi. Chả còn. Không biết rồi. Nhiều muốn bí rồi. Bí nó. Em mới đang gọi. Để ra, để đem ra. Em nóng nổi bị lắm. Nóng nổi bị lắm. Bông bí anh nè, bông bí anh tặng cho em bông bí này lòng anh nhớ em mà em thấy mở đầu mà thấy bông bí là anh nhớ với em. Trời ơi dịu vậy. Đánh kêu, đánh kêu. Quá rồi. Nhớ tới em. Thấy đi, tí vàng. Không tí vàng. Bông bí vàng. Trời ngon quá trời. Áo vàng hay bông bí vàng. Gạt thìa nó nè, gạt thìa. Gạt thìa. Anh nói ngon quá. Cánh gà gu ti. Đó, cánh gà gu ti. Đây là sản phẩm của cô đầu bếp ở đây. À, đi lãnh quà quá hả? Lãnh quà hồi cho chút xíu quạt đi ra sao dùm con nha con. Đây. Làm cái này cứ vào nó là cắt ra. Ai vậy? Dạ, bây giờ cũng tới giờ rồi đó cô chú anh chị. Cũng tiến hành là phát quà. Gia đình đến đây trước thời giếng Phật khóa để biết của bà con cũng như thiếu thốn gì đó. Thôi gia đình của Kim có chút xíu phần quà để biết của bà con cô bác để lấy thảo. Rồi nếu mà sau này mình có trở lại nữa còn nhân duyên á thì Kim sẽ giúp bà con cô bác ở tại Cù Lao Dung này nhiều hơn nữa ha. Thôi chúc bà con vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn cô Kim. Dạ. Mai mốt có gì đấy rồi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ đúng dạ. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Thôi chị mời cô. Rồi. Vậy nói thôi. Dạ.
Vô cho nó mà. Có phiếu thì vô là vô cái này. Chú qua. Không có xe mua kinh ra để con kinh ra. Không để đây cho tính cả cô để đâu đi cho đâu đâu kinh ra ra ngoài. Đừng có quậy nhỏ tôi. Đây là ông chú Bảy nè, coi chú anh chị. Bắt phiếu. Còn ai không? Cô Ba lãnh chưa? Rồi đây cũng có cô Ba lãnh không? Cô Ba lãnh giờ mà. Dính, dính, dính. Dính tiếp cô Ba phần để qua bên đi mà. Dạ. Có phiếu mà anh nè, vô nhận. Rồi. Không, không có rồi, cháu lãnh à. Đây, phiếu. Vô nhận liền luôn nè.
rồi để nó xuống để đó, có chừng bắt thật ta anh chịu trách nhiệm nha. Bắt thật để vô đó. Không có ai chở được đâu. Cô Phát cũng gần xong rồi đó cô chú anh chị. Cô Kim cũng chuẩn bị vô nhà của anh Thành. Cái chị kia tổng bằng hết rồi. Gửi lời cảm ơn đến gia đình của cô Kim, cũng chúc cô thật là nhiều sức khỏe, cũng như là muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà